Với những món quà mới nhận được này, các em học sinh của hai huyện vùng rốn lũ Lệ Thủy và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình sẽ đến trường dễ dàng hơn. Theo kế hoạch, trong 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, chuyến xe đong đầy hơi ấm và yêu thương của những trái tim công thương hướng về miền Trung ruột thịt đã đặt chân đến điểm đầu tiên là tỉnh Quảng Bình, thăm và trao quà hỗ trợ động viên các thầy cô giáo và các em học sinh tại hai trường tiểu học Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy và trường tiểu học Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh với tổng giá trị ủng hộ 300 triệu đồng. Trong đợt thiên tai lũ lụt lịch sử vừa qua, do trường nằm trong vùng trũng, hai cơ sở trường này đã chịu thiệt hại nặng nề. Thời điểm đó, các phòng học đều bị ngập sâu từ 1,5 mét trở lên, toàn bộ sách vở, bàn ghế trong lớp học đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Ngoài ra, cơ sở vật chất của các trường cũng bị hư hỏng, hàng rào bao quanh nhà trường cũng bị sập hoàn toàn. Đến thời điểm này là nhà trường là cơ bản là khắc phục được gần như là 80% những thiệt hại. Đoàn thanh niên của Bộ Công Thương đã đến tài trợ cho các em học sinh của nhà trường. Việc làm này là hết sức ý nghĩa đối với nhà trường, giải quyết cho các em cái khó khăn, hỗ trợ gia đình, giúp gia đình phụ huynh của các em là mua sắm lại các cái vật dụng thiết yếu ở trong gia đình để vượt qua được khó khăn sau lũ. Trước đó, chương trình hướng về miền Trung ruột thịt do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng và Đảng ủy Bộ Công Thương. Sau hơn một tháng phát động, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã nhận được tổng số tiền quyên góp là hơn 600 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị sử dụng. Với cái tinh thần là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thì Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng đã tổ chức kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên của toàn ngành công thương. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức tới tỉnh Quảng Bình, đối tượng nhắm chính đến là hỗ trợ cho các em học sinh mà bị có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là ảnh hưởng nghề bởi đợt mưa lũ vừa qua. Tại hai cơ sở trường này, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã hỗ trợ tổng cộng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường, cùng với tiền mặt và nhiều hiện vật có giá trị khác, hỗ trợ người dân, thầy cô giáo và các em học sinh. Hạnh phúc của nhà trường lớn nhất đó là gặp được là chi đoàn của Bộ Công Thương đã đến hỗ trợ và chia sẻ. Và hôm nay nhà trường rất là vui mừng được đón nhận cái tình cảm cao quý. 20 chiếc xe đạp dành cho các bạn học sinh Hà Kiên đã có phương tiện đến trường là đỡ vất vả. Và những bộ bàn ghế học sinh đã được thay thế và 30 bộ bàn ghế mới, thì đó là nhà trường và học sinh cảm thấy rất là ấm lòng trong cái buổi ngày hôm nay. Sự chia sẻ này như là cái siết tay tuyệt vời, tiếp sức cho các thầy cô giáo tận tâm, cần mẫn gieo từng con chữ nơi khúc ruột miền Trung. Cái mà chúng ta làm được, chúng tôi làm được, nó vẫn còn rất nhỏ so với lại cái nhu cầu của thực tế. Thế thì bởi vậy thì thông qua cái chương trình này thì chúng tôi thì sau chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có cái tổng kết và để phải nhìn nhận đánh giá lại thêm thực tế để làm sao mà cái chương trình sắp tới của chúng tôi, trái tim công thương hướng tới thì nó sẽ chia sẻ được nhiều hơn với lại cái khó khăn của bà con cũng như là các em học sinh rồi các cái cơ sở trường học.